đang dùng chân đụng đụng hắn. Đây là ở trong đấu la thế giới, ngươi cũng sẽ không thật sự chết đâu. Lam Huyền Vũ liếc mắt, đây là trận đấu tuyển chọn của Sử Lai Khắc Học Viện, ngươi không tham gia sao? Đống Thiên Thư sủng sơ một lát, ngươi cũng tham gia thi đấu tuyển chọn rồi hả? Ta ở bên kia đã xong rồi. Lam Huyền Vũ nói, ngươi có giúp ta hay không đấy? Ánh mắt Đống Thiên Thư khẽ đóng, nàng đột nhiên cười ngồi xổm xuống, khoảng cách gần như là nhìn Lam Huyền Vũ một thần trái đen, hi hi cười một tiếng, tại sao ta phải giúp đỡ ngươi? Ngươi cũng không phải thật sự chết. Hơn nữa làm sao ta lại để cho người thi đậu vào Sử Lai Khắc Học Viện được, lại ở bên cạnh làm trướng mắt ta. Lam Huyền Vũ liếc mắt, nói hay lắm, làm như người nhất định có thể thi đậu vậy. Đống Thiên Thư mang vẻ mặt vô tội nói, không phải làm như mà là đã, ta được đặc cách, sớm trúng tuyển có từng nghe qua chưa? Lam Huyền Vũ lập tức im lặng, cái thế giới này, mình ở đây đánh chết nhau sống chết, người ta cũng đã được tuyển chọn sớm. Tốt xấu gì thì người cũng từng ôm ta, còn thân với ta ít nhiều gì, chúng ta cũng có chút quan hệ thân mật, nhớ lại tình cũ. Lam Huyền Vũ lúc này vừa mới nói đến đây, Đống Thiên Thư cũng đã thẹn quá hóa sân, một cái tát lên mặt cánh tay của hắn. Câm miệng, còn nói nữa ta liền giết chết người đó, để cho người trực tiếp chấm dứt trận đấu. Ngay tới lúc trước bị tên này chiếm được tiện nghi, trên mặt Đống Thiên Thư không khỏi đỏ. Thật sự là muốn bóp chết giao hòa này. Được rồi, ta sai rồi, ta không nói là được. Vậy làm sao người mới chịu giúp ta đây? Lam Huyền Vũ lúc này mang vẻ mặt oai oán, mở đôi mắt to ra trông mong mà nhìn nàng. Mặc dù hắn bị băng thiên lương đậm thành ra một thân trái đen, nhưng dù sao cũng rất là ưa nhìn. Nhất là đôi mắt to kia hắn nhìn như vậy, làm cho Đống Thiên Thư cũng không khỏi có chút sững sốt. Đáp ứng ta ba điều kiện ta thì giúp ngươi. Đống Thiên Thư lúc này duỗi ra ba ngón tay mà nói. Lam Huyền Vũ nói, tốt, ta đáp ứng, không phải là lại để cho ngươi thân lại lần nữa, ôm lại lần nữa, tối đa lại đạp một cước sao, không có vấn đề. Ngươi nói bậy, ai muốn thân với ngươi ôm với ngươi đấy? Khuôn mặt của Đống Thiên Thư đã đỏ bừng, nhưng không được lại cho Lam Huyền Vũ một cái vỗ. Một tát này đánh lên trên giữa ngực, làm cho hắn trợn mắt mà nhìn nàng. Nhưng nhất định là phải đáp ứng ta ba điều kiện, về sau gặp lại ta để cho ngươi làm cái gì, ngươi phải làm cái đó. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi đi chết đâu, cam đoan là ngươi có thể làm được. Như thế nào? Hai mắt của Đống Thiên Thư lúc này khẽ động, nảy ra ý hay. Khóe miệng của Lam Huyền Vũ lúc này khẽ co cắp lại, động đậy một lát. Hắn thân không muốn đáp ứng lại điều kiện này, có trời mới biết về sau cô lương này sẽ đưa ra cái điều kiện quỷ quái gì. Nếu chỉ là chính bản thân hắn, hắn thà rằng bị lộng chết, chấm dứt tuyển chọn thi đấu cũng sẽ không đáp ứng. Dù sao thì còn như hắn lần này không có thi đậu vào Sử Lai Khắc Học Viện, thì cùng tuổi của hắn sang năm cũng vẫn có thể một lần nữa. Thế nhưng mà Lưu Phong cùng với Thiên Lối phải làm sao bây giờ? Sang năm bọn hắn sẽ không có cơ hội tham gia tuyển chọn lại. Nói một cách khác, nếu như thất bại lần này thì bọn hắn liền mất cơ hội, sẽ không bao giờ có thể tiến vào trong Sử Lai Khắc Học Viện. Vì có thể cùng với Lam Huyền Vũ, Lưu Phong cùng với Tiền Lối vào Sử Lai Khắc, thậm chí Tiền Lối đã buông bỏ cơ hội sớm trúng tuyển. Lam Huyền Vũ lúc này cũng đã đáp ứng bọn hắn, ba người nhất định phải cùng thi đậu vào Sử Lai Khắc, cho nên hắn đã không còn lựa chọn khác. Đúng vào lúc này, một đạo bạch quang như là tấm lụa đột nhiên tiến vào chiến trường, lặng yên không một tiếng động mà xuyên qua dưới nách của Kim Ti Ma Viên, ngăn lại một thanh trường đao suýt nữa đâm vào ngực của nó. Hào quang màu trắng bạc cũng theo đó mà cuộn lên, để lại trên người đối phương một vết thương thật sâu. Lực lượng công kích của Kim Ti Ma Viên đã bắt đầu hạ thấp, khi nó sắp phải chấm dứt, Lưu Phong cũng đã vẫn nhịn không được mà xuất thủ. Được rồi, ta đáp ứng ngươi. Lam Huyền Vũ cắn răng một cái, rốt cuộc vẫn là đáp ứng. Thời gian Đống Thiên Thư được triệu hoán tới là có hạn, hắn không thể là chậm trễ nữa, bằng không mà nói coi như là sau đó nàng triệu ra tay chỉ sợ cũng không kịp. Lúc này Đống Thiên Thư mới hài lòng đứng lên trên nhìn về phía chiến trường, nàng quát lạnh một tiếng, là ai đã thương hắn? Trong lúc nhất thời, một cô khí tức lạnh lẽo phát ra từ trên người của nàng, chỉ trong chốc lát ánh mắt của nàng liền chọn trúng mục tiêu. Nàng nhìn thấy băng thiên lương có bốn cái hồn hoàn cũng lấy làm kinh hãi. Nếu Lam Huyền Vũ đang ở trong thi đấu tuyển chọn, như vậy thì người lời này tối đa cũng chỉ có là 13 tuổi. Vậy mà đối phương cũng đang có tứ hoàn tu vi, cảnh giới hồn lực còn vượt qua chính mình. Đối thủ như vậy nàng cũng đã lần đầu tiên gặp được. Bên này biến hóa lớn như vậy, tất nhiên băng thiên lương cũng nhìn thấy. Lúc trước chùa kia họa cán phương thiên kích xuất hiện ra đã làm hắn kinh hãi, lúc này rõ ràng lại đi ra một cô bé, hắn cũng không khỏi càng kinh ngạc. Không phải hắn không muốn ra tay với Lam Huyền Vũ, mà do đầu Kim Ti Ma Viên kia lại đột nhiên điên cuồng tấn công, cứ như vậy nó phóng xá Kim Ti Mang đâu chỉ là trăm ngàn đảo. Đây chính là bản lĩnh xuất chúng của một đầu hồn thú nghìn năm, bị nó đánh trúng cũng không phải là đùa giỡn, nhất là rõ ràng đầu Kim Ti Ma Viên này còn có năng lực khống chế. Nó chừng mắt liền có thể làm cho người ta mất đi năng lực hành động trong một thời gian ngắn. Tiến lên một gã đồng đội của hắn đã bị đả thương dưới tình huống đột phá đó. Lúc này Kim Ti Ma Viên đã không còn cuồng bạo như trước,
trước, rõ ràng là sắp không còn chút sức lực nào, nhưng mà đối phương lại phái sang một gã hồn sư dùng trường thương, tu vi không cao nhưng tốc độ lại nhanh vô cùng, vừa đánh lén liền tổn thương hai người, cho Kim Thi Ma Viên cơ hội thở dốc. Trên người của Băng Thiên Lương đã là điện quang lập lòe, hắn đột nhiên rơi xuống, hung hăng mặn lẹn xuống người của Thiết Bối Long. Tiếng lộ vang kịch liệt vang lên, trên mặt đất xuất hiện ra một cái hố to đường kính 3 mét. Thiết Bối Long đã hóa thành một đạo hào quang mà trở lại triệu hoán chi môn biến mất vô tung. Cường thế bộc phát, điện thần ma khối, cái này chính là võ hồn của Băng Thiên Lương. Cường công mẫn công song hẽ, lấy công làm thủ chính là phong cách chiến đấu của hắn. Từ trên người của hắn bắn ra từng đoạn tử điện vặn vẹo, ảnh hưởng toàn bộ không gian chấn động. Thế nên lực lượng của Lưu Phong cũng vì đó mà chịu ảnh hưởng. Lam Hiên Vũ đã bị thương ngoài ý muốn, không thể nghi ngờ. Việc này đã gây ảnh hưởng cực lớn tới lực chiến đấu chính thể của bản hắn. Đã không có Lam Hiên Vũ tăng phúc, thứ Lưu Phong có thể dùng cũng chỉ là ngân nguyệt thương mang. Thế nhưng mà tu vi của Lưu Phong của đối phương thực sự là quá kém nhiều lắm. Bên kia đối phương ngoại trừ Băng Thiên Lương còn có hai vị là Tam Hoàn Hồn Tôn, lực chiến đấu đều không kém hơn Lữ Thiên Tầm bao nhiêu. Lúc này Lưu Phong mới biết, dù sao lớp thiếu niên lăng động của Thiên La Học Viện cũng là mới xuất hiện, lên chênh lệch của lớp thiếu niên thiên tài của Lăng Thiên Học Viện này quả thực là không nhỏ. Thiết Bối Long biến mất, Đống Thiên Thu nhìn đối phương không ai để ý tới mình, năng hừ lạnh một tiếng vừa lóe thân liền xông ra ngoài. Thấy bà cô này rốt cuộc cũng chịu động thủ, Lam Hiên Vũ không khỏi thở ra một hơi. Đối với Đống Thiên Thu hắn vẫn rất tin tưởng, vì lúc trước hắn đã từng bị nàng đuổi giết không hề có lực hoàn thủ. Tiến vào trạng thái chiến đấu, khí thế của Đống Thiên Thu liền lập tức biến đổi, vẻ bằng lãnh hiện ra trên mặt. Tuyệt sang kiểu nhàn lập tức trở nên lạnh lùng như băng, nàng lặng yên không một tiếng động mà lách vào chiến trường, thân hình dâng lên, đi về phía trước, ba cái hồn hoàn màu tím bay lên trên dưới chân. Dường như trong mỗi cái sơ tay nhấc chân của nàng đều có băng sương đi theo, không khí chung quanh sập lạnh, nhưng mà phải chịu ảnh hưởng cũng chỉ là có đối thủ. Băng Thiên Lương vẫn còn phải đối đầu với Kim Thi Ma Viên, bên này lập tức phân ra hai người nghênh đón Đống Thiên Thú, một tên là Tam Hoàn, một tên Nhị Hoàn. Hai tay tên Nhị Hoàn này cũng là hợp lại, dưới chân quán lập tức tràn ra từng đám dây leo màu xanh sẫm, hướng về phía của Đống Thiên Thu mà chém chúng tràn gì. Gã Tam Hoàn Hồn Sư chính là tên bị Lưu Phong đánh lúc trước. Võ hồn của hắn đã là một thanh trường đao dài chừng 4 mét, lưỡi đao cực lớn gần như thành hình thoi, mạch đao. Phương thức chiến đấu của hắn có một danh tự, chính là cực độ cường công, một đao chém xa, chưa từng có từ trước đến nay. Hắn là người của tổ Băng Thiên Lương, có thể được Băng Thiên Lương tán đồng, vậy thực lực là có thể nghĩ. Đối với từng đám dây leo lan tràn mà đến, Đống Thiên Thu không sợ chút nào, thậm chí ngay cả để ý nàng cũng không. Một đoàn băng sương mù phóng thích ra dưới chân của nàng, băng sương mù lạnh đến mức là đám dây leo vừa chạm đến lập tức là đình trệ xuống, lại bị đông cứng. Tên Tam Hoàn Hồn Sư sơ mạch đào trong thế lên, thân hình của hắn cao lớn, chính là một gã khôi vĩ nhất ở trong tổ chiến người của Lăng Thiên Học Viện. 12 tuổi nhưng thân cao vượt qua 1m7, cơ bắp chắc chắn dưới giáo phục, một đầu tóc ngắn dựng lên trên như là cường châm, ánh mắt có sự kiên định vượt xa đám bạn cùng lứa tuổi. Dù vết thương trước ngực hắn đang rỉ máu, nhưng cũng không có ảnh hưởng chút nào đến khí thế của hắn. Mạch đào dồn lên, hồn hoàn thứ nhất cũng theo đó mà sáng. Trong chốc lát, Đống Thiên Thu chỉ cảm thấy không khí xung quanh đột nhiên biến thành vách tường cứng rắn đang đè ép tới từ bốn phía, mà ở chính giữa, cái mạch đào kia đã mang theo một cỗ kình phong mà chạm xuống chính mình. Nhìn khí thế lừng lẫy đó, giống như là muốn đem nàng chém thành hai khúc. Vũ Thiên võ hồn mạch đào, hồn lực 33 cấp, Lăng Thiên Học Viện cùng tổ với Băng Thiên Lương ở trong lớp thiếu niên thiên tài. Phong thái một đào kia, khí thế lập tức bộc phát ra cũng đã đủ làm cho không ít người nào có thể né tránh phách chạm, đều làm cho người ta thấy một loại cảm giác khó có thể kháng cự. Ngay cả Đống Thiên Thu cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, trong đám bạn cùng lứa tuổi, quả nhiên thì vẫn là tàng lòng ngoại hổ, khó trách bọn hắn có thể nướng cá tên kia. Tuy rằng trong nội tâm của nàng đang nghĩ như vậy, nhưng trên tay cũng không có dừng lại, nàng cũng không có thử né tránh. Lúc này nếu như nàng muốn tránh thì chỉ có hướng lui về phía sau mới được, nhưng nàng hoàn toàn có thể cảm giác được. Thực ra thì thứ cường đại nhất của đối thủ trước mắt này chính là khí thế. Nếu mình lui về phía sau, nhất định khí thế của đối phương sẽ theo đó mà tăng lên, thế công cũng sẽ kéo dài bộc phát, lúc đó sẽ càng khó đối phó. Kinh nghiệm chiến đấu của Đống Thiên Tú là thập phần phong phú, nhất là trên chiến trường, sức phán đoán dị thường cảm nhận. Một đạo hào quang màu xanh đậm sáng lên, một thanh trường thường đã xuất hiện ra trong tay của nàng. Trong những nàng không có lùi về phía sau, ngược lại còn tiến thêm một bước, trường thương đâm thẳng hướng mạch đào.
Keng một tiếng kêu thanh thúy vang lên, trong nháy mắt song phương va chạm, trên mặt của Vũ Thiền lúc nãy lộ ra kinh ngạc. Thứ hắn am hiểu nhất đúng là đem lực lượng cùng với khí thế kết hợp, lại hoàn mỹ phối hợp với hồn kỹ. Lúc chiến đấu thì là dù là băng thiên lương cũng không quá nguyện ý va chạm chính diện với hắn. Thế nhưng mà nữ hài tử có tướng mạo tuyệt mỹ trước mặt này lại làm được, khi mà băng mâu của đối phương đâm trúng mạch đáo, cảm giác đầu tiên của Vũ Thiên là hoàn toàn lạnh lẽo, dường như không khí chung quanh đều đột ngột hạ thấp ra mấy chục độ.